Xin chào 500 anh em. Do đợt trước video đã quá dài nên mình sẽ cắt làm hai video. Tiếp theo thì về cái mặt của cái chân snap thì chúng ta sẽ nên dán thêm một cái miếng băng nữa ở phía trong cái chân như thế này. Thì cho dù mình có cân bằng cái thanh quai mà nếu cái thanh quai đó, cái thanh sắt đó nó không phải là hàng xịn thì nó vẫn sẽ bị cong vênh thôi. Rất là khó để mà thẳng được. Thì tốt nhất chúng ta nên đệm hai cái miếng đệm này vào thì nó sẽ giúp cho cái thanh quai không có bị căng và bị đập vào trong cái thành. Bây giờ chúng ta sẽ lúp cái snap. Chúng ta cũng lấy dầu lúp và sau đó bôi vào bốn cái thành ở phía mặt trong của cái snap nha các bạn. Cái chân snap này thì nó sẽ có bốn có một cái lỗ để cho cái chân cái thanh trục nó chạy. Thì chúng ta bôi xung quanh như thế này. Đó, miễn sao mà chúng ta bôi đều và bôi bốn mặt luôn nha các bạn. Rất là đơn giản thôi. Cái này cái snap thì mình lúp thấy nó khá là dễ. Chỉ có lúc switch là tốn thời gian nhất thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bôi cái chân của cái step này, cái trục ở giữa đấy. Thì chúng ta cũng sẽ bôi hai phía hai bên, hai cái thanh trượt của cái thằng step này. Chúng ta cứ bôi đều hai bên như thế này, phủ hết các cái mặt để khi mà chúng để khi mà cái trục này nó trượt ở phía trong cái chân của cái staff kia thì nó sẽ mượt mà chứ nó không sạn sạn hay là xạo xạo. Đó chính là lý do vì sao mà người ta lúp cái staff này. Nếu như mà các bạn không có cái thời gian để lúp kiểu này thì các bạn cũng có thể lấy cái kim tiêm rồi chúng ta xịt cái mỡ lúp vào trực tiếp ở trong này. Tuy nhiên thì nó sẽ không có được đều và nó cũng sẽ gây có cảm giác hơi bị sệt sệt nhiều quá. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái thanh snap, cái thanh thép hồi nãy đấy. Chúng ta sẽ bôi vào cái phần tiếp xúc giữa cái thanh thép và cái chân snap. Tức là cái phần nào mà cái thanh thép chạm vào trong cái chân snap thì chúng ta sẽ bôi một ít mỡ vào đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái chân snap này bỏ cái stem vào. Đó. Chúng ta sẽ thấm cái dầu cả đầu snap nhé, cả cái chỗ phía cong. Đó, chỗ cái chân snap tiếp xúc với lại cái thanh sắt đó, chúng ta sẽ bôi dầu vào cái chỗ đó. Đấy, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ bôi ở phía đầu của cái thanh sắt, sau đó chúng ta sẽ bôi ở cái phía cong cong á. Cái chỗ đó chính là cái chỗ mà cái thanh sắt này nó tiếp xúc với snap và nó sẽ dao động liên tục ở cái khúc đó. Chính vì vậy chúng ta cần phải bôi trơn để cho nó có cảm giác trơn tru và mượt mà nhất. Đấy, chúng ta sẽ đút vào đúng lại cái quy trình như là mở snap vậy. Tương tự thì chúng ta có thể làm với tất cả các cái snap còn lại. Tuy nhiên thì các bạn phải lưu ý là khi mình lắp ngược cái snap trở vào thì chúng ta phải để ý cái chân của cái stem á, tức là cái trục ở phía nào mà nó có thấy hai cái lỗ thì chính là cái phía mà chúng ta có thể đun cái snap vào, cho nên chúng ta cần phải lắp chính xác cái hướng đó thì cái snap nó mới cái hoạt động, chứ nếu không thì nó sẽ bị kẹt cứng do nó bị sai chiều. Chứ bạn lưu ý nhé, cái phần nào mà có hai lỗ là hướng về cái phần mà cái thanh sắt đút vào đấy, chính là cái phần có hai lỗ đó, các bạn cứ nhớ như vậy là được. Và cái step nào thì chúng ta cũng làm như nhau như thế thôi. Đó, cái cuối cùng đó chính là cái thanh sắt của cái thằng Space. Step này nó khá là dài cho nên là nó cái lọc dọc nhiều nhất cũng chính là từ cái Space này ra. Chúng ta phải làm kỹ phần này. Rồi, xong rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần PPC với lại Play. Ở giữa thì nó sẽ có một cái khoảng trống ở giữa PPC với Play do cái chân switch cắm vào. Thì mình sẽ dùng một cái tấm foam, tức là một cái tấm kiểu dạng như là cắt nhiệt đấy. Cái tấm này nó cũng sẽ cắt luôn cả âm thanh, nó sẽ lấp đầy những cái khoảng trống đó, sẽ tránh được cái tình trạng bị vang khi mà switch gõ chạm vào cái Play. Mình sẽ dùng cái tấm này để mà gắn ở giữa hai cái. Thì ở giữa PCB với lại một cái Play thì nó có một cái lỗ để đưa cái ngàm sắt để mà cố định cái PCB, thì mình phải cắt cái đó ra. Sau khi cắt cái lỗ đó ra thì mình có thể
gắn cái PCB của mình vào trong cái play và có thể vặn được cái sắt, cái ngàm đó để mà cố định lại. Đây, như các bạn đã thấy rồi đó, thì mình đã cố định được cái PCB và cái play rồi, tức là cái bảng mặt với lại cái play là cái tấm thép để mà cố định switch ấy. Đó, bây giờ mình sẽ gắn strap vào. Về cái gắn strap này cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta đưa cái thanh sắt về hướng về cái phần mà có cái lỗ khoét sâu thêm vào á, chúng ta đẩy vào, rồi sau đó ấn xuống là được. Khá là đơn giản. Bây giờ mình sẽ thử gắn switch và cũng như là gắn keycap vào các cái vị trí của các cái nút start để test một lần nữa xem thử coi là các cái start này nó đã cân bằng chưa, và cũng như là nó còn có phát ra cái tiếng lạo xạo hay là còn những cái tiếng kiểu dạng như là thanh sắt nó đập vào trong cái thần nghe rất là lặt cặt, nghe rất là khó chịu. Ok, như vậy là mình đã test xong và thấy tất cả đều ổn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp red switch vào nhé. Lắp switch Otemu vào nhé. Vì con này dùng mặt hot swap nên chúng ta vẫn cứ cắm như bình thường thôi. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là nhớ cắm thẳng 90 độ từ phía trên xuống dưới. Và trước khi cắm thì các bạn tốt nhất là cứ nên kiểm tra kỹ xem thử cái chân nó đã thẳng chưa, cũng như là cái vỏ mình đã bỏ vào khớp ở trong cái phần phía dưới của switch chưa. Nếu mà bị kênh thì khả năng mình bấm vào nó sẽ không có vào đó, cho nên mình phải kiểm tra cho kỹ nhé. Tại vì cái dòng hot swap này nếu mà mình ấn không cẩn thận thì rất là dễ bị cong chân. Ok, như vậy là mình đã lắp xong tất cả các switch vào trong PVC rồi. Bây giờ là đến phần pin. Về phần pin của con này thì chúng ta phải xem lại xem thử coi là cái vị trí của nó đã ok chưa để mình lắp vào. Nếu mà lắp thêm pin thì đơn giản thôi, các bạn cứ mắc dây dương và dây dương và dây âm và dây âm vào chung một mối là được. Rồi sau đó chúng ta sẽ kết nối vào mặt PCB. Trước khi mình gắn chiếc bàn phím này lại thì chúng ta nên cắm dây và test thêm một lần nữa cho chắc ăn. Vì nếu có khi nếu mà cái mặt nó có lỗi hoặc là vấn đề gì đó thì chúng ta còn xử lý kịp thời, chứ đừng nên vặn ốc vào ngay lập tức. Bây giờ mình sẽ cắm cái cổng Type-C vào để kiểm tra xem thử là mặt có nhận ok không đó. Khi vào cắm thì các bạn đã thấy nó có lên đèn led bình thường rồi. Em này led cũng rất là sáng luôn, là mượt mà, RGB chuyển rất là mượt. Hey, mình sẽ chuyển sang cái chế độ đó là bấm phím nào sáng phím đó, thì để mình test xem thử các phím nó có nhận hết ok không đã. Rồi, như vậy là đã ok. Bây giờ thì mình thấy cái hộp, cái vỏ cây của nó vẫn còn khá là nhiều cái chỗ trống, cho nên là mình sẽ lấp đầy các cái chỗ trống đó bằng các cái miếng đệm mút như thế này. Thì những cái miếng này cũng khá là dễ kiếm thôi, không có gì khó hết. Mình sẽ cố gắng cắt tỉa làm sao đó cho nó vừa với lại cái cây của em này. Phía dưới đây các bạn nhìn thấy rõ ràng là nó vẫn còn rất là nhiều cái hộc, những cái chỗ trống như thế này thì nó rất là dễ tạo cái tiếng vang, và nó sẽ không có cho cái cảm giác gõ, cái tiếng gõ nó đầm. Cho nên mình sẽ lấp nó cố gắng càng nhiều càng tốt, cả phía trên luôn nha các bạn. Đó, các cái lỗ này đáng lẽ ra là nó sẽ có cái chân để mà nâng hạ độ cao của phím đây, nhưng mà có lẽ là do Indra không có làm, cho nên là nó sẽ để lại một khoảng trống khá là lớn. Ok, như vậy là mình đã lấp được xong các cái phần trống mình thấy cho là nó trống trải nhất ở trong cái cây của em này rồi. Còn ở phía giữa thì chúng ta phải để một chỗ đó để mà mình có thể đi dây được. Thì nhiều khi mà dây nó quá lằng nhằng thì nó sẽ bị kênh lên đó. Chúng ta phải đi dây một lúc để cho nó đi vào những cái khu vực lõm, thì khi chúng ta nhét cây vào nó thì nó sẽ vừa. Play của mình và cái mặt nó đã nhét vừa được vào cái cây rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần lắp ốc lại thôi, rất là đơn giản.
tại vì mình có độn lên cho nên là khi mà lắp ốc thì nó sẽ hơi cứng một chút, chúng ta vặn hết cỡ cho nó cái play này nó xuống dưới cùng. Đó, nó ăn vào trong cái mặt. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần cơ bản rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thay cho nó một cái bộ keycap khác, tại vì cái bộ keycap gốc của con này chỉ là ABS double shot thôi. Còn đây mình sẽ dùng một bộ keycap vàng xám chất liệu PPT xuyên led luôn, double shot. Thì cái bộ này như các bạn đã thấy thì cái chất liệu của nó làm khá là dày. Mặc dù nó cũng rẻ thôi chứ không có đắt, nhưng mà cái chất lượng của nó thì khá là ok về cái độ dày cũng như là cái hoàn thiện. Và đặc biệt là cái con này nó có hỗ trợ xuyên led nữa, cho nên là rất phù hợp với những chiếc bàn phím có đèn led RGB đẹp như con EK361W này. Mình sử dụng bộ này là bộ màu vàng xám, thì cái chất lượng cái màu của nó sẽ là màu vàng tươi và một cái màu xám khói rất là đẹp, kết hợp cực kỳ là đẹp luôn. Mình cũng rất thích cái kiểu dáng cái màu như thế này. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe trước, tức là bàn phím này chưa lúc, chưa làm gì hết. Đó, như các bạn vừa mới nghe thì rõ ràng cái âm thanh của nó được cải thiện rất là đáng kể. Nhất là những nút dài như là nút Space hoặc là Shift thì bấm nó phải nói là cực kỳ ngon luôn. Nghe nó cực kỳ chắc nịch chứ không có lỏng lẻo cũng như là lọc sọc như ban đầu nữa. Đồng thời pin của nó cũng sẽ là pin 6000mAh. Phải nói là như vậy thì nó sẽ cho cái thời lượng sử dụng cực kỳ trâu. Và với cái hệ thống đèn LED RGB cùng cái bộ keycap PPT như thế này thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời rồi, không còn gì có thể đòi hỏi hơn nữa. Các bạn nghĩ sao về cái mod như thế này? Nếu như mà các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím cũng như là có góp ý gì thêm về mình thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like và share ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye.